hiện nay trên thị trường đang rất hot kem 4K Plus của Thái Lan, là một trong số ít kem dưỡng da mặt của Thái được đa số người Việt yêu thích. Kem 4K Plus trở thành một đối thủ đáng gờm với các sản phẩm nội địa khác. Trong video này, cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về sản phẩm đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem 4K Plus của Thái là loại kem dưỡng trắng da mặt được rất nhiều chị em sử dụng và cho thấy được hiệu quả cao sau khi sử dụng. Hơn nữa với thiết kế màu đen ngoài hộp, bên trong sẽ có hộp kem thủy tinh có nắp màu vàng vô cùng sang trọng. Đồng thời với kem phê 4K Plus giúp dưỡng trắng da an toàn, đẩy các mụn ẩn sâu ra ngoài làm da mặt bạn trở nên sạch và căng bóng hơn. Ngoài ra còn hỗ trợ xe khít lỗ chân lông làm kem thấm sâu hơn nữa. Với thành phần được chiết xuất từ những nguyên liệu cao cấp như nhân sâm, collagen, glutathione, alpha arbutin, mang đến làn da trắng sáng, nuôi dưỡng da mặt khỏe mạnh từ sâu bên trong. Điểm nổi bật của kem 4K Plus đó là chất kem sữa chua vô cùng mềm mịn, khi thoa lên thấm ngay liền, mùi thơm thì vô cùng dịu nhẹ, không gây ra cảm giác nhờn rít khi sử dụng sản phẩm. Đặc biệt là sản phẩm này có thể phù hợp với mọi loại da và không gây ra tình trạng kích ứng khi sử dụng nữa. Kem 4K Plus hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.